Liên hoàn đối luyện là một dạng bài song luyện không té ngã, thích hợp với những người tốt, người lớn tuổi hoặc nữ giới. Liên hoàn đối luyện còn là sự kết hợp các đòn thế căn bản với những đường nét uyển chuyển, linh động, nhịp nhàng trong sự phối hợp tay chân. Bốn lối đấm và gạt căn bản: đấm 1 gạt 1, đấm 2 gạt 2, đấm đập gạt 3, đấm múc gạt 4. Bốn lối chém và gạt căn bản: chém 1 gạt 1, chém 2 gạt 2, chém 3 gạt 3, chém 4 gạt 4. Phản đấm thẳng phải, phản đấm thẳng trái, dìm tay chém trả, phản đấm móc phải, phản đấm móc trái, phản đấm lao phải, phản đấm lao trái, phản đấm múc phải, phản đấm múc trái. Phản đấm thấp phải, phản đấm thấp trái, phản đấm tự do lối 1, tự do lối 2, phản đá thẳng phải, phản đá cạnh phải, đá tạt luồn đầu, phản đá tạt phải, phản đạp phải, thu quyền.